Apple đã bán ra thị trường mẫu Watch Series 3 có kết nối LTE phiên bản vỏ nhôm với giá $359 cho hàng tân trang, rẻ hơn so với mức $429 của sản phẩm mới. Còn mẫu vỏ thép giá $549, thấp hơn $100 so với thiết bị tiêu chuẩn. Như vậy, khi chọn mua hàng tân trang, người dùng có thể tiết kiệm 15-16%. Watch Series 3 là dòng đồng hồ thông minh được Apple giới thiệu hồi tháng 9 năm 2017. Thiết bị sở hữu chip lõi kép W2 với khả năng xử lý nhanh hơn 70% so với thế hệ trước, Wi-Fi tốt hơn 80%, nhưng tiết kiệm điện hơn 50%. Giống đời cũ, Watch Series 3 tích hợp GPS, cảm biến đo nhịp tim. Tháng 2 năm 2018, đồng hồ này bắt đầu có hàng tân trang, nhưng chỉ cho bản GPS, giá rẻ hơn $50 so với hàng mới.